Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Thì hôm nay em giới thiệu đến các anh mẫu đến từ nhãn hiệu Cuboy. Mẫu này có mã hàng là ZC511. Thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là ZC511 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, cũng như là hình ảnh chụp sắc nét cũng như là nhiều màu sắc khác ở trên website ambe.vn. Cái mã hàng em cũng để ở trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ chính xác mã sản phẩm giúp em để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh lầm lẫn làm mất thời gian của các anh. Hộp hai lớp cũng rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng phiếu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp trong các dịp quan trọng. Và đây là hàng chính hãng của Cuboy nên các anh hoàn toàn yên tâm nhé. Một chiếc bật lửa xăng đá siêu mỏng với những cái họa tiết được rất là nhiều anh yêu thích luôn. Ở trên tay em thì đang có sẵn hai họa tiết, đó là họa tiết tân cổ điển và họa tiết rồng siêu mỏng các anh nhé. Trước đây thì em cũng đã giới thiệu đến các anh một chiếc bật lửa siêu mỏng rồi, nhưng mà nó là màu trơn xước, những cái gam màu sắc trẻ trung và trơn xước. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh gam màu vàng và có những cái họa tiết để cá tính hơn, cũng như là giúp các anh nổi bật hơn, ấn tượng hơn. Đầu tiên về chiếc rồng thì cái này sử dụng xăng đá và cái mã hàng là ZC5 này. Ở dưới thì chúng ta nhìn thấy mộc đáy. Và cái hình rồng này được dập lên nhé các anh nhé. Nếu mà sờ vào đây thì các anh cảm thấy nó hơi hơi nổi lên một chút. Cái này thì sử dụng giống như Zippo, các anh sử dụng các phụ kiện xăng bấc đá của Zippo thôi. Khi mà đặt hàng, nếu mà anh nào chưa sử dụng bật lửa bao giờ thì các anh có thể mua xăng bấc đá luôn ở bên em. Hãy yêu cầu điều đấy với nhân viên của bên em nhé. Cái này thì rất là mỏng luôn. Nó mỏng chừng khoảng 5 ly thôi, rất là mỏng các anh nhé. Ngoài ra thì nó cũng có một cái tiếng kêu, nó không, tiếng kêu nó không giống với lại Zippo, nhưng mà cũng đủ để cho các anh gây ấn tượng. Và bánh xe cũng khá là to, chính vì vậy nó đánh được lửa khá là bền. Và một chút cái buồng đốt ngắn ngắn như thế này cũng giúp cho các anh đi gió nhẹ. Và đây là chiếc bản lề của nó thì nó gọn hơn bởi vì nó khá là mỏng, chính vì vậy là bản lề chỉ có một chấu thôi. Đánh lửa thì cũng rất là nhạy. Một lần châm xăng đầy thì các anh có thể đánh lửa trong khoảng 7 đến 15 ngày tùy vào cách sử dụng của các anh. Anh nào mà kết cái sản phẩm nào thì vui lòng gọi lại cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, hoặc là các anh có thể là comment ở bên dưới video này. Các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website giúp em. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.